Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới, kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đấu giá biển số, chính quyền hệ thấy hơi tiền thì mê, lợi dụng bệnh sĩ diện hảo. Ngày 16 tháng 9, báo Tiếng Dân có bài Máu tham hệ thấy hơi tiền thì mê của nhà báo Nguyễn Thông. Câu thơ cụ Nguyễn Du viết trong truyện Kiều không nhắc tới tiền mà hệ thấy hơi đồng thì mê. Và ngày xưa thì đồng tức là tiền và tiền thường được đúc bằng đồng. Và người ta thì cũng thường nói đồng tiền, chẳng hạn như đồng tiền vạn lịch. Bây giờ xứ này vẫn gọi tên tiền Việt Nam đó là đồng. Ngân hàng và doanh nghiệp khi tính tỷ giá hoặc buôn bán với nước ngoài đều theo Việt Nam đồng, VND. Và cũng như là nước khác gọi là đô la, yên, kíp, tệ, peso, vân vân. Xin nhớ rằng Việt Nam đồng chứ không phải là VNG, giống như là đám nhà báo viết đánh lộn xong với đồng đô la Mỹ. Ham tiền ai mà chẳng ham, tôi cũng vậy. Và không tiền, đất cũng chả có để mà cạp, để mà ăn. Nhưng tham tiền mà lại cả một bộ máy tham tiền thì cực kỳ là đồi bại. Hôm 15 tháng 9, cả xã hội ồn ào chuyện đấu thầu biển số xe đẹp và những chiếc biển số xe được dân gian phong cho 9 nút, tứ quý, ngũ quý, số tiến, tài lộc vân vân. Và xưa nay thì mấy cái biển nọ lại đó thì hoặc là công an giấm dúi với nhau, hoặc là được cấp cho chủ xe theo kiểu bốc thăm. Giờ thì chúng trở thành nguồn tài nguyên vô tận và cũng như là than, sắt, dầu khí, lúa gạo và kinh tế mũi nhọn vân vân. Phải nói ngay rằng nọ thói tôn sùng biển số đẹp chỉ phổ biến ở xứ Cộng sản Việt Nam như là một thứ đạo và nó đã chi phối được cả Quốc hội khi mà các cơ quan đảng cử dân bầu và đưa hẳn vào chương trình nghị sự, công an cũng thêm uy và thêm lợi nhờ cái biển số xe. Đám có tiền thì vênh vang với bà con xóm giềng, với người đời khi mà mua được chiếc biển số xe đẹp. Về thực chất thì nó chỉ là cái biển số để mà xác định tài sản và mà số nào cũng có ý nghĩa giống hệt như nhau. Và nếu như mà trội hơn một chút thì biển đẹp chỉ nhằm dễ nhớ. Hồi cuối thập niên 90, anh Nguyễn Bắc Chính, trưởng phòng hành chính quản trị trường của tôi, sắm được chiếc xe máy Honda DD màu đỏ, có người quen là công an lấy cho anh biển 3 số 9, tức là 99. Ai cũng tấm tắc và không phải khen xe anh mà khen cả cái biển số của anh cũng đẹp. Anh Chính cười, đẹp gì mà đẹp, chỉ cốt dễ nhớ thôi, nhỡ mất xe thì báo được ngay với công an. Đám dân chúng mê tín tôn cái biển số lên thành rời là chuyện của họ. Nhưng Quốc hội, Chính phủ, công an cũng hùa theo quảng bá mê tín dị đoan thì hỏng tận gốc. Và những ông to bà lớn, tam trụ, tứ trụ thấy vậy cũng nhắm mắt làm ngơ như là một kiểu đồng tình và bật đèn xanh, chúng mày cứ làm. Họ lúc nào cũng vênh váo duy vật biện chứng, bài trừ dị đoan, nhưng lại là những người cực đoan mê tín và sùng bái nhất. Sùng bái cá nhân, tôn sùng lãnh tụ chưa đủ, giờ còn thần thánh hóa cả cái biển số vô tri vô giác, chung quy cũng vì tiền. Đành rằng con người ta việc gì thì cũng có thể làm, nhưng vụ lôi mấy cái biển số đẹp ra để Quốc hội xúm vào bàn bạc, lấy ý kiến, công an trình dự án này nọ, chính phủ thông qua, cả hệ thống chính trị nâng lên đặt xuống rồi tiến hành đấu giá ồn ào trên cả nước, nói thẳng ra thì cũng chỉ vì tiền, kiếm tiền một cách hạ đẳng. Nhà nước, bộ máy cầm quyền dù ở đâu đi chăng nữa, chứ không phải chỉ ở xứ này, cần phải chính danh tử tế trong bất cứ những hoạt động lớn nhỏ nào. Không phải cứ có quyền thì làm, và bất chấp kiếm tiền càng phải bàng hoàng. Và không thể làm một cái chuyện mà phi đạo đức như vậy được. Tâng bốc và đề cao biển số cho nó là đẹp, là quý phái đi chăng nữa, hay là quỷ quái gì đi chăng nữa. Vậy có hơn gì mấy trò mê tín dị đoan, hoang tưởng và những thứ mà các vị ấy đang chống? Nó cũng na ná như kiểu là chống dẹp nạn cờ bạc số đề, nhưng lại cờ bạc dạng xổ số với cái tên mỹ miều đó là xổ số kiến thiết đất nước. Tôi nói thật, mấy thứ kiến thiết đó tiền chui vào đâu thì chưa biết, nhưng sự sòng phẳng, minh bạch thì xách dép cho số đề. Chơi số đề hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, chứ chơi kiến thiết rất dễ bị lừa, kể cả
Vietlott, bản thân của tôi tự nguyện bị lừa cả nghìn lần rồi. Dân chúng, đám nhà giàu tôn thờ và mê tín số này số nọ trên cái biển số là chuyện của họ, chứ chính quyền cũng dây vào xí phần ăn ké, ông hàng xóm nhà tôi bảo có mà ké khối. Khác chi công khai ủng hộ cho mê tín dị đoan, kẻ thì sẵn tiền muốn ném tiền qua cửa sổ, coi tiền như là rác là chuyện riêng của họ. Tính toán cả đấy, âm mưu khiếp lắm. Lại sực nhớ vụ đấu giá 4 khu đất ở Thủ Thiêm. Nhưng nhà nước, chính quyền đừng để đồng tiền làm mờ mắt. Cũng nên nói thêm rằng, tất cả mọi biển số dù chúng có đẹp mấy đi chăng nữa thì đều phải thuộc về nhân dân. Họ có quyền được hưởng chứ không phải là cứ trắng trợn chọn ra lọc riêng rồi đem bán thủ tiền. Ở đất Mỹ thì biển số đẹp, chúng ta chỉ cần bỏ ra mấy chục đô la là có thể có biển số. Không những tứ quý, ngũ quý và có thể là những cái số tiến cực kỳ là đẹp, cũng chỉ giá tiền như nhau, chỉ mấy chục đô, đắt lắm thì cũng chỉ tới 200 đô và chỉ trong vòng 2 tuần là có ngay biển số. Còn nếu như không thì chúng ta cứ đến đăng ký xe và đến dãy biển số và chúng ta chọn bất cứ số nào chúng ta thích, số hợp với chúng ta. Chứ không phải là bốc thăm giống như kiểu ở bên Việt Nam, rồi bốc kiểu gì thì bốc, nhưng mà cuối cùng thì số đẹp họ đã lựa ra trước đó rồi, còn chỉ lại những cái số không được đẹp để lại trong đó và bốc thăm mà thôi. Và còn Mạc Văn Trang thì nói rằng đó là cái bệnh sĩ diện hão. Chiều nay đi trong thang máy nghe hai thanh niên nói chuyện đấu giá biển số xe đẹp, có vẻ rất là tự hào về thành phố Hồ Chí Minh có đại gia trúng biển số đẹp với giá hơn 30 tỷ đồng. Tôi không tin, về nhà vào mạng xem thấy cổng thông tin điện tử chính phủ đăng bài kết quả đấu giá trực tuyến 11 biển số đẹp ngày 15 tháng 9, thu về 82 tỷ 235 triệu đồng. Mấy biển số cao giá là các con số như là 7 tỷ 470 triệu đồng cho biển số 36A99999 ở tỉnh Thanh Hóa, 13 tỷ 75 triệu biển 30K56789 ở Hà Nội, 14 tỷ 120 triệu đồng cho biển số 30K5 số 5 ở Hà Nội và 32 tỷ 340 triệu đồng với biển số 51K5 số 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ra việc đấu giá biển số xe đẹp là thực hiện nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều nghị quyết 73 ngày 20 tháng 8 năm 2023 Bộ Công an tổ chức đấu giá biển số xe ô tô phiên thứ nhất. Sự kiện này được thông báo và được tường thuật ngập trên các phương tiện truyền thông quốc gia, các báo chí của lề đảng. Chợt nghĩ thì ra thói sĩ diện hão của dân ta bây giờ đã được Quốc hội Chính phủ nâng lên thành nguồn lực quốc gia và mới khai thác đợt 1, 11 biển số đẹp đã đem về nguồn thu khá là cao, 82 tỷ 235 triệu Việt Nam đồng. Không biết có nước nào trên thế giới mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an phải lao tâm khổ tứ để mà thực hiện việc đấu giá biển số đẹp hay là không. Thế này thì đại gia mua xe 10 tỷ, cái biển 32 tỷ thành ra xe 42 tỷ lại phải lo giữ biển số hơn là giữ xe, sợ mất biển số chứ lại không sợ mất xe. Bỏ ra mấy chục tỷ để chứng tỏ ta đây có cái biển số khác người và hơn tất cả mọi người khác. Thế là đủ hãnh diện, đủ tự hào và tự mãn. Thảo nào người ta bỏ ra nhiều tỷ để mua bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chức tước không phải để làm việc mà chủ yếu để giải quyết khâu oai và có cơ hội kiếm trác và leo lên cao. Lại chợt nghĩ, nếu đấu giá các chức vụ thì nguồn thu quốc gia vô cùng lớn, lớn hơn biển số xe rất là nhiều, bởi vì những kẻ đầu tư cho chức vụ thì họ có rất là nhiều tiền, còn những người đầu tư cho biển số xe thì không phải ai cũng nhiều tiền. Thiên hạ cứ đồn thị trường sao vạch rất sôi động và không được lên lon, anh em tâm tư lắm, lời của Đại tướng, cố Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, rồi nghe nói chức hiệu trưởng trường tiểu học mà chạy 10 tỷ đồng, chức chủ tịch tỉnh thành mà chạy 100 tỷ đồng. Nguồn kinh tế ngầm này mà được bạch hóa đấu thầu thì thu ngân sách tăng gấp bội và thêm nguồn lực quốc gia lớn gấp triệu lần đấu giá biển số xe đẹp. Trong khi không khí sĩ diện đang dâng cao
quan rồi dân ta đua nhau xây mồ to mả lớn và biệt phủ khủng, từ đường hoành tráng cho tới những cây gỗ quý to đại và chạm trổ sơn son tiếp vàng như là cung vua phủ chúa thời xưa, cũng để chứng tỏ oai nhất làng, nhất xã, nhất huyện, nhất tỉnh, nhất nước. Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm quốc gia rồi, cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guinness với những cái bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê lớn nhất thế giới, cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng lớn nhất châu Á và nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo có cái đuôi dài nhất 200 m, dài nhất Đông Nam Á. Cứ đà này thì nay mai sẽ còn đấu giá số nhà đẹp, số sim điện thoại đẹp và số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp, tức là nâng thói mê tín sĩ diện hão lên tầm đặc trưng văn hóa quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là phát huy truyền thống mua quan bán tước có từ thời phong kiến, thối nát xa xưa và nay thì được nâng lên tầm cao mới. Không biết việc phát huy truyền thống sĩ diện hão này có nằm trong chương trình mục tiêu chấn hưng văn hóa với 350.000 tỷ của Bộ Văn hóa vừa mới thông qua hay không? Biển đấu giá biển số đó là trò chơi của chính quyền tham gia, vụ lôi mấy cái biển số đẹp ra để cho Quốc hội xúm vào bàn bạc lấy ý kiến, công an trình dự án này nọ và chính phủ thông qua cả hệ thống chính trị nâng lên đặt xuống, rồi tiến hành đấu giá ồn ào trên cả nước. Nói thẳng ra thì cũng chỉ vì tiền, kiếm tiền một cách hạ đẳng. Cả xã hội ồn ào chuyện đấu thầu biển số xe đẹp và những chiếc biển số xe được dân gian trong chín nút, tứ quý, ngũ quý, số tiến, số lùi, tài lộc, và xưa nay thì mấy cái biển loại đó hoặc là công an giấm dúi với nhau hoặc là cấp cho các chủ xe theo kiểu bốc thăm, và giờ thì chúng trở thành nguồn tài nguyên cũng như là than, sắt, dầu khí, lúa gạo, kinh tế mũi nhọn, và phải nói ngay là rằng thói tôn sùng biển số xe chỉ phổ biến ở xứ Cộng sản Việt Nam như là một thứ đạo, và nó đã chi phối được cả quốc hội khi mà cái cơ quan đảng cử bị dân bầu và đưa hẳn vào chương trình nghị sự. Có lẽ ở trên thế giới này thì quay đi quay lại chỉ có mấy nước liên quan tới Trung Quốc là có chuyện là chọn biển số đẹp, đó là Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan thì bây giờ khoảng độ 30% dân số là người Trung Quốc, và chính cái chuyện mà tôn sùng biển số này cho nên mới có chuyện mua bán biển số đẹp. Ở Thái Lan cũng có những cái chuyện mà biển số đẹp, ví dụ như là số gánh, số tới, số cộng, khi cộng tất cả lại thành con số 8, đó là con số phát của người Trung Quốc. Thì chỉ có một mình người Trung Quốc người ta thích cái số phát đó là số 8. Tức là biển số của Thái Lan thường thì chỉ có một hoặc là ba số hoặc bốn số là tối đa, thì họ cộng tất cả những con số lại với nhau khi mà được con số 8 thì biển số đó là biển số đẹp nhất và có giá trị nhất, và đặc biệt thì nếu là số gánh thì càng tốt nữa. Ví dụ như hai số ở giữa lớn và hai số ở bên cạnh là nhỏ, nhưng mà các cái số này gánh nhau ví dụ như là 2882 hoặc là 1331 chẳng hạn, đó là những cái số ở bên Thái Lan bán giá cũng rất là cao. Nhưng mà không có chuyện đấu giá mà họ bán công khai ở trên mạng của chính phủ, và nếu như ai muốn mua thì vào đó để mà mua, chứ không có chuyện đấu giá giống như là ở xứ Cộng sản Việt Nam. Và chuyện sùng bái biển số đẹp, số điện thoại đẹp thì chắc chắn là cái mà người ta ưa thích nhất, và đặc biệt là những gì mà liên quan tới người Tàu. Người Tàu thì ở trên thế giới này ở đâu cũng vậy, kể cả họ sống ở Mỹ thì họ cũng thích có biển số đẹp và số điện thoại đẹp, ví dụ như là 6688, đó là cái số mà lộc phát theo phát âm của tiếng Hoa, đó là 6 và 8 là lộc và phát, thì cái đó họ rất là thích cái số như vậy. Và ở Mỹ thì biển số xe, những cái loại biển số mà đẹp như vậy thì thường thường thì giá cũng rất là rẻ, khi mà mình bỏ ra mấy chục đó thì mình sẽ lựa được cái số mình mong muốn, và chỉ trong một thời gian ngắn là sẽ có biển số gửi đến tận nhà cho mình, chứ không phải là chờ đợi giống như là ở xứ Cộng sản Việt Nam. Và như vậy thì tôi nói thật, mấy thứ cái kiểu đó thì tiền chui vào đâu thì chưa biết, nhưng sự sòng phẳng minh bạch thì sách dép cho số đề, và chơi số đề thì hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, chứ chơi kiến thiết thì rất dễ bị lừa. Và ở Việt Nam thì có thể rằng trở thành tỷ phú, nhưng mà
Khi đi lên nhận tiền thì họ bịt hết mặt đi và không cho ai biết người đó là ai. Vì vậy thì không biết là có cái chuyện mà trúng Vietlott hay không, thì điều đó sẽ khó có thể biết được, bởi vì họ không công khai danh tính người trúng giải thưởng là ai. Thì đó là cái điều cũng khăng khác thì chuyện lừa đảo một chút nào cả. Và lần đấu biển số này cũng vậy, hơn 32 tỷ đồng cho một cái biển số, tức là có thể mua được tới 32 chiếc xe loại hơn 1 tỷ, và đấu giá chỉ nộp 40 triệu đồng đặt cọc. Và đối với kẻ có âm mưu thì số tiền ấy chỉ là muỗi tham gia trò cho vui thôi. Tôi 99% tin rằng cái đứa mua biển số xe giá 32 tỷ kia sẽ bỏ cọc. Và trên các trang mạng xã hội cũng như là báo mậu dịch, không ít người ủng hộ việc đấu giá biển số xe đẹp, rằng thu tiền từ nhà giàu về cho ngân sách. Và tại sao thì lại không làm? Có người còn bảo cứ công khai như vậy thì mới đặt được thói giấm dúi tự tung tự tác của công an lâu nay. Có chặt được hay không thì tôi chẳng rõ, nhưng cho rằng thu về ngân sách thì là chuyện khó tin. Bao năm rồi rất nhiều thứ thu về từ ngân sách không lỗ, hà lỗ hổng thì cũng đầy, và kiếm tiền cứ núp bình phong ngân sách là dễ được, ok nhất. Và đành rằng tổ chức đấu giá công khai là theo luật định, không phải cứ đấu giá công khai thì không có chuyện. Và chắc nhiều người còn nhớ vụ đấu giá 4 lô đất vàng Thủ Thiêm hồi giữa tháng 12 năm 2021, có đại gia trả tới 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông, tức là một mét vuông bằng giá một căn nhà loại khá. Cả 4 lô thu về hơn 37.000 tỷ đồng. Giá đấu thắng rất bất ngờ, và nhưng chính quyền lẫn không ít người vẫn hân hoan tiền thu về cho nhà nước, có chi mà ngại. Và cuối cùng thì cả đại gia xù hết, chả thèm nộp tiền nhận đất 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông, còn nộp tiền mấy chục ngàn tỷ cho lô đất ruộng, họa chăng điên khùng. Và đại gia chỉ có âm mưu chứ đâu có bị điên. Lần đấu giá biển số lần này cũng vậy, hơn 32 tỷ đồng cho một cái biển số, tức là có thể mua được tới 32 chiếc xe giá tiền tỷ. Và nếu như đấu giá chỉ nộp 40 triệu đồng đặt cọc, đối với kẻ có âm mưu thì số tiền ấy chỉ là muỗi tham gia trò vui cho vui thôi. Tôi tin 99% tin rằng cái đứa mua biển số xe giá 32 tỷ kia sẽ bỏ cọc, cũng như là vụ mua bán 4 lô đất Thủ Thiêm. Chúng ta hãy cùng chờ mà xem. Lẽ đơn giản rằng trong đồng tiền kiếm được luôn có mồ hôi và nước mắt, kể cả đại gia, chả có đứa nào ném tiền qua cửa sổ kiểu như vậy đâu. Nó có nhất thời nổi hứng thì cũng còn gia đình nó, vợ con nó ý kiến ý cò. Đời ở xứ này luôn là trò vui, và kể cả những trò có chính quyền và nhà nước tham gia vào để róc chĩa tiền của dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất, và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.